Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Show Review. Các bạn xem video vui lòng cho sâu xin một like, share, comment và subscribe kênh Show Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện ta muốn an tĩnh hệ thống lại muốn ta đi bán muối, tập 71, tiếp theo phần trước. Sau khi đám của Men vào khu vực miếu thờ, Trương Thạc bị túm đi không rõ tung tích, bọn chúng đang bị quỷ hồn bao vây, lúc này lão tử đang xem bói tìm sinh môn rời đi cho cả nhóm. Một hồi lâu, giải được rồi, chúng ta phải đi cứu bùi sư đệ áo xanh muốn quay lại tìm mên nhưng mà họ từ thì không cho là đúng ngươi muốn đi chết sao nhanh chóng đi thôi hắn kéo tay nàng rời khỏi nơi này ở phía bên mên hắn đang bị quỷ hôn bao vây lúc này hắn phóng thích ra hàn túy hỏa a a a a a có vẻ như lửa này chuyên khắc chế quỷ hồn cho nên con quỷ cấp 9 này bị lửa đốt sắp bay màu rồi thấy cảnh này đám còn lại của đội ngũ cũng vui vẻ tốt quá bùi sư đệ lão từ thì thắc mắc hàn túy hỏa bùi sư đệ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào không ngờ tố miên đến ngay cả hàn túy hỏa mà cũng cho bùi sư đệ bọn họ nhất định rất yêu thương nhau nên chạy từ bên trong ra hét lớn với cả đám mau đi thôi ừm sau đó cả đám liền nối gót theo hắn chạy mất dạng a a a a a a a a a nhưng mà một tên có vẻ chân không được nhanh cho lắm bị ma chảo bắt ngược lại đừng quay đầu lại nhìn mau đi thôi thấy cảnh này lão tử cũng đành hy sinh tên đó bèn hét lớn với cả đám chúng ta chia nhau ra chạy, sau đó tìm cơ hội tập hợp ở hồ Hoa Sen, được, lúc này, để gia tăng cơ hội sống, lão tử quyết định chia để chạy. Lối ra của sơn trang này nằm ở hồ Hoa Sen sao, giống như khi đi vào đây, chúng ta sẽ ở hồ Hoa Sen đợi đến khi âm thủy huyễn liên đại trận lộ ra sơ hở mới có thể ra ngoài được, bên cùng với thanh niên tóc dài đi cùng một hướng. Sư huynh, phía trước có phải là có người quen đúng không? Đột nhiên mên nói với tên này, khi thấy có người chặn đường, thì ra là dâu sồm, đường sư huynh, sao huynh lại ở đây mên cẩn thận lên tiếng hỏi trên vết thương là dấu vết của tay quỷ lẽ nào là do trương thạc làm mên quan sát thầm phán đoán lúc này dâu sồm rất tức giận hắn cũng có cách nghĩ giống mên liền hét lớn trương thạc ngươi lại dám ra tay với người của lão tử vậy lão tử sẽ giết hết người của ngươi lúc này hắn liền tụ lực tay trái chuẩn bị tấn công một chiêu bước thẳng về phía mên và thanh niên tóc dài trong khi tóc dài đang ngơ ngác thì mên đã nhanh chân tốc biến ra sau Vậy là tóc dài đã được đi đoàn tụ với tổ tiên ở tập 71 rồi. Thấy cảnh này, mên thầm chửi, đậu xanh, đường nam trai này ra tay tàn bạo như vậy sao? Ngươi chết đi cho lão tử, nhưng mà không để cho hắn thoải mái nghĩ ngợi, dâu sùng tiếp tục xông tới tấn công dồn dập. Thực lực của đường nam trai còn cao hơn mình vài tầng, phải nhanh chóng kéo xa khoảng cách rồi bỏ chạy thôi. Lần này hắn không tránh được, cường ngạnh đón đỡ, bị đập bay thẳng vào tường viện phía sau. Người này còn mạnh hơn cả nữ quỷ kia, nhân cơ hội bây giờ mau chóng chạy thôi, men ôm ngực thẩm mỹ. Luyện khí tầng 7 có thể chống lại một kích toàn lực mà còn có thể bình an vô sự, tên tiểu tử này có lai lịch như thế nào. Lúc này, dâu sùng cũng tỉnh táo lại chút, hắn không tin một kẻ không có chống lưng mà có thể chống đỡ được đòn của hắn. Chạy rồi, khói bụi tan đi, men cũng như u linh biến mất không dấu vết, thi triển huyết quỷ độn pháp chạy xa như vậy. Có lẽ là không đuổi kịp đâu, Trương Thạc đúng là chơi lão tử mà, hắn chạy trốn nhưng vẫn không quên chửi họ Trương kia hai muốn rời khỏi sơn trang thì phải đợi đến khi âm thủy huyễn liên đại trận lộ ra sơ hở nhưng mà ở lại đây quá nguy hiểm phải nghĩ cách trực tiếp trốn ra ngoài thôi đúng rồi mình giống như lần trước khi ở thanh loa sơn để hệ thống đưa mình ra ngoài là được rồi sơn trang này cái gì cũng đều có hệ thống rất khả năng lấy hắn đang nghĩ thì bảng hệ thống lại hiện lên thì ra nó phát hiện ra công pháp vô danh ở phụ cận sơn trang tuyệt đối không có thứ này chỉ có lệ tiên tử độc nhất vô nhị a hắn cảm khái lắm lắm kiểm tra thấy công pháp vô danh là pháp song tu, hệ thống đang định vị đạo lữ cho ngài, thì ra lại là loại nữ trên nam giới, tên này đúng số đào hoa mà. Đến đây đi, tiểu hệ thống, hãy thao túng cơ thể của ta, thấy có gái song tu, mên hào hứng lắm. Kiểm tra thấy đạo lữ của ký chủ không ở trong khu vực phục vụ, hệ thống sẽ miễn phí tặng cho một đạo lữ mới. Tập 72, lúc này ở phía chính đường của Hàn Thị Sơn Trang, mấy đội ngũ sau khi chạy trốn được đã về đây tập trung. Cuối cùng đã kết thúc rồi, Hắn vừa nói xong thì cô nàng bên cạnh chuẩn bị ngất, "Đồng sư muội, cẩn thận, cảm ơn sư huynh." Hắn liền đỡ cô nàng. "Sư muội không sao thì tốt rồi, sư huynh thật sự không hiểu tâm ý của thải vi sao, hóa ra cô nàng này có ý với anh chàng, cho nên giả vỡ ngã vào lòng của hắn. Sao ta lại không biết chứ, chỉ là ta sớm đã quyết đời này một lòng hướng đạo, không hỏi tình ái." Tên này nhắm mắt lắc đầu, "Nếu như đã không hỏi tình ái, sao nhiều lần lại muốn giúp ta?" Sư huynh lần này lại không dám thừa nhận có tâm ý với thải vi. Hải Vi sẽ đi theo người khác đấy. Không, tên kia vừa quay đầu nói được chữ không thì một bàn tay từ phía sau ôm eo cô nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra ngay, nhanh như vậy sao? Thì ra men bị hệ thống điều khiển tới đây, chắc định tặng cô nàng này làm đạo lữ số 2 cho men đây mà. Cầu hệ thống, ngươi cảm thấy người muốn giết lão tử chưa đủ nhiều sao? Men gào thét trong vô vọng, còn hệ thống đã bế cô nàng vứt lên giường. À à à, ô xít, bên cạnh còn nhiều người nhìn như vậy, nhưng mà trong phòng còn rất nhiều người mà hệ thống thật quá bố đời à nha, còn cô nàng chưa làm gì mới banh chân ra đã phê banh nóc rồi. Mây khứa phía sau thì mắt chữ A mùm chữ O, A, à, ngươi định làm gì, thả ta ra, cô nàng phản kháng trong lúc men đang úp mặt vào hoa quả sơn. Tiểu xúc sinh ngươi, ta sẽ tự tay giết chết ngươi, thanh niên kia vừa nói một lòng hướng đạo, bây giờ ghen nổ bong bóng mắt. Dừng tay, tên kia liền tập kích về phía mên, đồng thời cô nàng kia cũng dùng hết sức đẩy mên ra. Cầu hệ thống, đậu ngoé ngươi, men thì vẫn đang âm thầm chửi hệ thống, bíp bíp, kiểm tra thấy công kích của ngoại giới, tu luyện lần này ở đây kết thúc. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân AI, lúc này hệ thống liền trả lại cơ thể cho men, lão tử lần sau mà còn tin ngươi thì sẽ mang họ của ngươi luôn. Chỉ với một click chuột, phi tăng vô tư, hy vọng ngài sẽ đánh giá tu luyện, hài lòng xin hãy đánh giá 5 sao. Lúc này, thanh niên kia đã dùng dây xích trói chặt hắn, sau đó liền cuột hắn dập mặt. Dâm tặc chịu chết đi, cuối cùng tên này dùng bùa chú, biến thành cá voi, chuẩn bị nuốt chừng mên. Do quán tính, mên không thể chống cự, bị động chịu trận. Nhưng mà sau khi ổn định tinh thần, mên liền dùng huyết sát đao pháp để chém nát cái con voi bằng bùa chú này, làm cho thanh niên kia rất đỗi kinh ngạc, lại không chết sao. Thế là, hắn tiếp tục biến ra mấy con nhân ngẫu để tấn công bùi lăng. Hàn túy hỏa, mên chưa cần dùng yểm sinh đao, chỉ dùng hỏa quyết để chống đỡ lại, sau đó xông thẳng về phía tên này. Khi tới gần, hắn liền rút yểm sinh đao ra, luyện khí tầng 7 sao lại có thực lực bậc này, tiểu tư ngươi che giấu tu vì sao trần sư huynh chúng ta đến giúp huynh lại dám bắt nạt đồng sư muội sao lại bắt đầu đánh hội đồng thế này không nói võ đức ư có hai cô nàng liền vung kiếm đến giúp thanh niên hội đồng mên không được nếu tiếp tục đánh như vậy linh lực trong cơ thể của mình sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao vừa trải qua mấy trận chiến mên lúc này cũng có chút thấm mệt sư huynh vừa nãy là sự cố ta là tâm phúc của trịnh mạch chủ nội môn hy vọng sư huynh hãy thủ hạ lưu tình hắn liền lôi bắp đùi vàng của mình ra dọa đám này. Nghe thấy tên Trịnh Kinh Sơn bọn này cũng ngập ngừng, đúng vậy đúng vậy, yểm sinh đao trên tay của ta chính là Trịnh Kinh Sơn tặng cho ta theo ý của lệ chân truyền, nên vừa đánh vừa giải thích thêm. Chỉ là một Trịnh Kinh Sơn lão tử sợ chắc, dâm tặc, cho dù ngươi là cha của Trịnh Kinh Sơn, hôm nay cũng phải chết, nhưng mà đám này cũng chẳng coi họ trình ra cái quần què gì cả, tiếp tục hội đồng hắn. Có lẽ là vì ghen quá hóa giận đây mà, dù hắn từ chối rồi nhưng cũng không ai được cướp con hàng của hắn đã thế còn bố đời ở trước mặt hắn húp so với giày vò hoa quả sơn, ai mà chịu nổi cơ chứ. Tập 73, Sư Huynh, ta có thể lấy ra 10 viên tôi cốt đan cực phẩm để làm bồi thường. Hy vọng Sư Huynh hãy nể mặt trịnh mạch chủ và lệ chân truyền nha, mên sợ hãi, hắn lôi cả lệ tiên tử ra. Lão tử không thèm, nhưng mà cái gì cũng có thể đàm phán, chỉ có gái là không thể, tên này quyết tâm muốn xử mên bằng được. Không hay rồi, lúc này cái sợi xích kia đã đánh bay bình đan dược trong tay mên. Ở bên kia, một thanh niên cơ hội nhân lúc này tiến tới chỗ cô nàng kia làm nhục mình trước mặt của lục sư huynh chưa đủ còn lấy loại đan dược khuyết điểm không có khí vị này ra để xỉ nhục ai quy của mình sao lúc này mấy viên đan dược lại rơi về phía cô nàng vì vậy nàng ta liền cầm một viên lên xem sau đó bóp nát cái viên đan dược này chờ đã đồng sư muội đây quả nhiên là tôi cốt đan cực phẩm đan dược cực phẩm chính là không có đan hương may mà thanh niên bên cạnh không bị cứu hận che mắt nhận ra được hàng xịn liền can ngăn cô nàng cái gì Điều này làm cho cô nàng cực độ kinh ngạc, yểm sinh đao, đao pháp quỷ dị, hàn túy hỏa, ngọc cốt cực phẩm. Tôi cốt đan cực phẩm, nàng nhìn về phía bên, trên người tên này lại có nhiều trang bị cực phẩm như vậy sao? Bên kia, thanh niên kia vẫn đang tấn công mên dồn dập. Chỉ một mình Trịnh Kinh Sơn không thể nào lấy ra được nhiều tài nguyên như vậy, vì vậy thanh niên cởi trần liền hét lớn, "Lục sư đệ, nhanh dừng tay lại đi, tên tiểu tử này có thể là người mà Lệ Chân Truyền có ý bồi dưỡng đấy." Lệ Chân Truyền, nghe thấy cái tên này thanh niên dùng xích lập tức ngừng lại một đệ tử ngoại môn như mình chọc đến lệ chân truyền hiển nhiên sẽ bất lợi hắn suy nghĩ lợi hại trong chuyện này hơn nữa thực lực của tiểu xúc sinh này hơi kỳ quái nếu tiếp tục đánh như vậy rất khả năng linh lực của mình cũng bị cạn kiệt lục sư huynh cùng là đồng môn với nhau huynh hãy suy nghĩ một chút đi mình cũng lên tiếng can ngăn hắn nhưng mà thanh niên họ lục đang trầm ngâm suy nghĩ hắn liếc về phía cô nàng đang nước mắt lưng chồng hôm nay người bị sỉ nhục không phải là mình mà là đồng sư muội hắn nắm chặt sợi xích tiểu xúc sinh hôm nay ngươi nhất định phải chết tên này nộ khí công tâm quyết tâm mặc kệ tính mạng phải xử lý được mên xả giận cho cô ẻm kia thanh niên cứng là đây lúc này mên cũng đã chịu hết nổi hắn không lẩn tránh nữa trực tiếp dùng tay bắt lấy sợi xích của thanh niên họ lục còn chưa đủ sao người của tông môn nham hiểm đúng là tham lam mười viên tôi cốt đan cực phẩm đã là giá trị không tầm thường rồi ta nhiều nhất cũng chỉ cho thêm ba viên hy vọng sư huynh đừng có được voi đòi tiền Mên ra giá đàm phán lần cuối, thanh niên kia thấy Mên cứng như vậy cũng có chút giật mình, tiểu xúc sinh này sao đột nhiên sức lực lại lớn như vậy. Dô, náo nhiệt như vậy sao, đột nhiên lúc này lại có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thì ra là một con cáo, trực tiếp xông tới ngoạm cái sợi xích của họ lục làm cho hắn giật mình. Trừ khi các người đã tìm được bảo khối rồi sao, thì ra là đám đồng bọn của Mên cũng tới nơi này sau khi gặp áo đỏ, quản tuyết nhị. Hừ, ngươi đến đây làm gì, thấy cô nàng này, họ lục liền lớn tiếng hỏi thực lực của quản tuyết nhị ở trên mình nếu như cô ta ra tay có thể có hơi phiền phức trước tiên cứ quan sát bên thấy áo xanh cũng liền vui vẻ xung xoe chạy tới sư tỷ cuối cùng tỷ cũng đã tới rồi nếu như còn đến muộn một chút tố miên có thể sẽ làm quá phụ rồi hắn ôm chân cô nàng đúng là thanh niên lợi dụng mà ra tay trước cho chắc tuyệt đối không thể để bọn họ nói chuyện tốt của mình ra được hắn sợ đám kia kể chuyện hắn đang định hiếp cô nàng kia thì không ai đứng về phe hắn nữa sư đệ đừng khóc nữa đây rốt cuộc là đã có chuyện gì, vừa nãy ta không cẩn thận xông vào chính đường. Lục sư huynh bọn họ không nói một lời nào ra tay với ta, còn dồn ép ta vào chỗ chết, mê liền thay trắng đổi đen. Lục sư huynh, ngươi muốn giao ai trước mặt của đồng sư muội cũng không cần phải bắt nạt bùi sư đệ đúng không, không những thế, hắn còn đổ nước bẩn lên người họ lục. Sau đó liền cười gian ác đứng bên cạnh áo xanh, he he có chống lưng à nha. Đúng vậy đúng vậy, ta chỉ mới là luyện khí tầng 7, cho dù có đánh thắng thì ghê gớm lắm sao, điều này làm cho họ lục nghẹn lời Ngươi, lỗ sư muội hiểu lầm rồi là bùi sư đệ của các ngươi đột nhiên tự ý xông vào đây mạo phạm đồng sư muội lục sư đệ nhất thời nóng giận muốn giáo huấn cho hắn một trận miệng nó các ngươi cũng nên quan tâm đến thanh danh của đồng sư muội chứ sao có thể nói thẳng ra như vậy được chứ đồng sư muội mắt nhìn của bùi sư đệ sao có thể thấp kém như vậy được áo xanh liền không tin bọn hắn nàng nhìn về phía cô nàng quần áo sộc sệnh kia mà đánh giá các ngươi muốn đổ oan cho người khác ít nhất phải tìm một người trông còn được chút chứ đúng vậy đúng vậy ta đã có tố miên rồi căn bản không nhìn chúng cái loại gái như vậy đâu nha lỗ sư muội đây là muội không nói lý rồi đồng sư muội quần áo sộc sệt như vậy không phải là bằng chứng sao ta không cho phép con tiện tí ngươi sỉ nhục đồng sư muội thanh niên kia lại để cho mồm đi hơi xa rồi bằng chứng ta thấy chưa chắc đâu à nha quản tuyết nhị lúc này cũng lạnh nhạt cất tiếng không phải bọn họ cũng mặc quần áo không chỉnh tề sao lẽ nào ngươi nói bùi sư đệ tinh lực dồi dào làm chuyện đó hết với cả người của tiểu đội ngươi sao nàng ta chỉ về phía hai cô nàng trong đội của họ lục ta thấy chính là tiểu đội các ngươi ở chính đường làm chuyện bất chính bị bùi sư đệ gặp phải nên muốn giết người diệt khẩu chứ gì nàng ta liền đưa ra phán đoán điều này làm cho đám kia nghẹn họng đó là bởi vì mê không để đám kia giải thích liền cướp lời sư tỷ khi ta đến bọn họ đã có bộ dạng như vậy rồi tuyệt đối là không có chút liên quan gì đến ta Lời này ta nói là thật, ta thể đấy. Nhìn bùi sư đệ thành thật như vậy, giống như nói dối lắm sao, thấy nàng ta đã tin mình, hắn liền giả vờ đau khổ, quản sư tỷ, bọn họ rất quá đáng. Cầu hệ thống nhìn thấy chưa, ngươi muốn hại chết tiểu gia ta thì vẫn còn non lắm, trong lòng thì thầm đắc ý. Bùi sư đệ, đừng có hẹp hỏi với bọn họ. Sự thật đã ở trước mắt, chúng ta không cần thiết phải làm lỡ thời gian ở đây nữa, quản tuyết nhị liền nắm tay hắn nhẹ giọng nói. Vâng, thưa sư tỷ hắn cũng e thẹn mà đáp lời. Đi nhé đi nhé, sau đó liền theo nàng rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại chọc tức đám kia, đúng là vô liêm sỉ mà. Tiểu xúc sinh, điều này làm cho thanh niên họ lục nộ khí sung thiên, run rẩy tức giận. Tập 74, lúc này ở ngoài trời Hàn Thị Sơn Trang, trời bắt đầu đổ mưa, sấm sét giật đùng đùng. Sư tỷ, sao mọi người lại lôi kéo được quản sư tỷ qua đây vậy? Mê liền lên tiếng hỏi áo xanh, giếng cổ sau núi có kỳ quặc, chỉ có mình ta sống sót, áo đỏ giải thích thay cho đám áo xanh. Bây giờ hai đội của chúng ta thực lực khiếm khuyết, chỉ có hợp tác với nhau mới có thể có sức mạnh tự bảo vệ lẫn nhau. Đội của quản sư tỷ cũng xảy ra chuyện rồi, cô ta muốn hợp tác với chúng ta để thoát khỏi sơn trang, thấy vậy, Mên cũng thầm nghĩ, quản sư tỷ nhìn có vẻ đáng tin hơn Trương Thạc rất nhiều, lần này có lẽ là có thể an tâm rời khỏi sơn trang rồi. Quần què gì vậy, nhưng đột nhiên nhìn thấy có thứ gì đó, khiến cho cả đám hết sức kinh ngạc. Sư tỷ, trên người của tỷ có thứ gì đó rơi xuống men lên tiếng nhắc nhở khi máu từ trên người nàng ta rơi xuống họ từ lúc này liền tiến tới nhặt cái thứ đó lên nhìn có vẻ giống như con mắt xem ra không còn cách nào che giấu tiếp được nữa rồi cô nàng quản tuyết nhị nhẹ giọng nói kèm theo sau đó một tay liền đâm xuyên người lão tử khiến hắn không kịp trở tay thấy cảnh này men và áo xanh hoảng sợ lắm quản sư tỷ ngươi vừa mới nói xong sư tỷ này đáng tin cậy đây là lật mặt rồi sao còn thiếu hai người nữa còn thiếu hai người nữa hồn phách của ta bị quỷ mộc thôn phệ có thể quay lại được rồi, thì ra cô nàng này bắt làm con tin phải bắt người cho nó để được tự do. Hồn phách, nhanh đem hồn phách của các ngươi cho ta đi, nàng ta như ác quỷ nhìn về phía hai khứa. Đừng sững ra đó nữa sư tỷ, mau chạy thôi, mê liền hô áo xanh đang ngơ ngác, trả trách vừa nãy cô ta vội vàng đưa mình đi gấp như vậy, thì ra là hai người không đủ, phải đem theo mình mới được. Đừng chạy, ngoan ngoãn hòa thành một thể với sư tỷ đi, nàng ta liền tung hai con xà về phía mên bọn này chuẩn bị cạp đít mên tới nơi rồi vì vậy hắn liền vung yểm sinh đao ra cắt đứt đầu hai con này sư tỷ cẩn thận áo đỏ định đánh lén áo xanh còn đang ngây người ra thấy vậy mên liền đẩy cô nàng ra cứu nàng một mạng huyết sát đao pháp sau đó hắn liền tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình chém thẳng về phía áo đỏ nhưng mà nàng ta kịp thời lùi lại tránh thoát sát chiêu của hắn cút đi nhưng mà mên bây giờ kinh nghiệm thực chiến đã có khá nhiều vẫn có phương án dự phòng tay trái liền tung quyền đấm cô nàng áo đỏ bay ngược về sau chết tiệt đó là đao pháp gì hồ đừng để bọn họ chạy thoát nàng ta liền đưa con hồ yêu mạnh nhất của mình ra sông về phía áo xanh nó giữ tợn mở cái mồm đầy máu định đập cô nàng lúc này men lại tiến tới cứu nàng ta sư tỷ chúng ta đi thôi huyết quỷ độn pháp chết tiệt chết tiệt ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi đâu thấy men tốc biến đi làm cho áo đỏ tức giận lắm lắm sau một hồi chạy trốn Mên liền thả cô nàng xuống. Học, có lẽ là an toàn rồi, đúng không? Vừa nãy thật sự rất nguy hiểm. Nhưng mà chỉ có thể thoát khỏi sơn trang mới được gọi là an toàn thật sự. Sư tỷ, tỷ có tin ta không? Đột nhiên mên lại hỏi cô nàng. Mặc dù không muốn dựa dẫm vào thứ chó má đó, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải thử một lần thôi. Bùi sư đệ ngươi và tố miên có quan hệ tốt, lại cứu mạng của ta, ta ở trong sơn trang chỉ có thể tin ngươi, được rồi sư tỷ. Chỉ có công pháp nào có điều kiện tu luyện gì cực kỳ hà khắc, ở trong sơn trang tuyệt đối không thể tu luyện được, hắn liền hỏi nàng. Lúc này cô nàng liền đăm chiêu suy nghĩ, cực kỳ hà khắc sao? Sau đó liền móc từ trong ngực ra một ngọc giản, môn công pháp này tên là Thiệp Linh Mộc, có thể lấy linh lực để bản thân sử dụng, nhưng cần phải phối hợp Tịnh Linh Đan để tránh linh lực trong cơ thể pha tạp, nhưng mà người biết luyện chế Tịnh Linh Đan đã không còn nữa, trong phủ của ta cũng chỉ còn lại vài người. Kiểm tra thấy truyền thụ thuật pháp lạ ở ngoại giới, hệ thống sẽ tự động ghi chép lại cho ngài. Hệ thống thấy công pháp liền lập tức thông báo ký chủ để ăn cắp nó. Sư tỷ, đợi lát nữa cho dù ta đi đâu, thì tỷ cũng phải đi sát ta, mê nhận lấy công pháp rồi phân phó cô nàng. Thu pháp lạ ở ngoại giới đã thu thập xong, mời ký chủ đặt tên, đặt tên là Thiệp Mộc Linh, bíp bíp, hệ thống đang còn tìm kiếm tịnh linh đan. Xin chờ trong chốc lát, cầu hệ thống, lão tin ngươi lần cuối, mê định lợi dụng hệ thống điều khiển mình để thoát khỏi hàn thị sơn trang này. Bíp bíp, Hệ thống đang còn tìm kiếm tịnh Linh Đan, xin chờ trong chốc lát, không tìm thấy tịnh Linh Đan, hệ thống tìm tài liệu tu luyện thay thế, miễn phí tặng trăm năm tu vi của cây phệ hồn quỷ mộc. Điều này làm cho Minh kinh ngạc, quỷ mộc sao, hắn nhớ lại lời áo đỏ nói lúc nãy, còn thiếu hai người nữa, còn thiếu hai người nữa hồn phách của quỷ mộc thôn phệ có thể quay lại được rồi. Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ, hắn ôm đầu hoảng sợ, lẽ nào hệ thống định cho hắn tới chỗ boss sao. Tập 75 Lúc này hệ thống điều khiển Mên đi về phía giếng cổ sau núi, áo xanh cũng theo sát ngay bên cạnh hắn. Bước đi kiên quyết, không do dự như vậy, Bùi sư đệ nhất định tìm thấy sinh môn của đại trận rồi sao? Áo xanh thấy hắn đi nhanh thế liền tưởng tượng. Mắt nhìn của Tố Miên quả nhiên không tệ, nàng vui mừng thay cho tỷ muội tốt của mình, chỉ có Mên thì trong lòng khóc dòng hai dòng lệ, xin lỗi sư tỷ, cầu hệ thống này lừa chúng ta rồi. Lúc này ở chỗ của quỷ mộc, từng con mắt lớn mở ra trông rất đáng sợ. A a a a a mên và áo xanh cũng tiến tới đây sức hút khiến nàng ta kinh sợ quỷ mộc của trúc cơ kỳ lẽ nào bùi sư đệ tìm sai nơi rồi ư nàng thắc mắc sau đó mở mắt nhìn về phía mên bùi sư đệ chỉ thấy lúc này hắn đã phi thân thẳng về phía quỷ mộc làm cho nàng ta kinh ngạc lúc này quỷ mộc cũng huy động cành cây để tấn công hắn nhưng mà mê nhẹ nhàng tránh thoát tất cả những cành cây này thiệp linh mộc sau đó liền tung chiêu vừa học được từ công pháp của áo xanh đưa cho phệ hôn quỷ mộc đã tặng xong hệ thống sẽ tiếp tục tu luyện với ngài, hệ thống thông báo. Đây là tình huống gì vậy? Thấy cảnh này làm cho áo xanh chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Dừng, kiểm tra thấy kích hoạt ngoại giới, tu luyện lần này đến đây kết thúc, làm cho mên giật mình, cái quỷ quái gì vậy, không ngờ lại có người tấn công hắn. Thân hồn hùng hậu, tinh cốt cực phẩm, đạo tâm bất hoặc, không biết là thiên kiêu nào của Thánh Tông, người này quan sát đánh giá bên rồi lên tiếng hỏi. Hơi thở đáng sợ thật, Người này còn nguy hiểm hơn bất cứ người nào mà mình gặp ở trong sơn trang, để đảm bảo an toàn, vấn đề nên để lộ thân phận, mên thẩm mỹ. Sau đó liền ôm quyền nói, tại hạ là trịnh kinh sơn đệ tử của ngoại môn của trọng minh tông, xin hỏi các hạ là ai, nhưng mà tên họ trịnh rõ ràng là mạch chủ nội môn mà. Trịnh kinh sơn, chưa nghe qua bao giờ, tu vi có hơi thấp một chút, nhưng tư chất tâm tính vẫn được có tư cách để gặp ta, giọng nói này lại vang lên. Sau đó, luông khí tức màu hồng này lại quấn chặt lấy chân mên sư đệ đây rốt cuộc là sao vậy áo xanh cất tiếng hỏi nhưng mà hai luồng khí màu hường lại quấn chặt lấy mên và áo xanh định kéo bọn họ xuống cái giếng này hay sao lúc này áo xanh và mên đã bị kéo thẳng xuống giếng nhưng mà đây hóa ra lại là một trận pháp đầu bên kia lại là một khu vực không gian khác mên và áo xanh cũng đã thông qua trận pháp đáp xuống đất không còn bị trói buộc nữa ở đây là hai người thắc mắc ở nơi này có hai người đang ở là hàn tư cổ và huyết phu nhân hàn tư cổ sư huynh huynh vẫn còn sống sao thấy bọn họ áo xanh liền nhận ra hàn tư cổ tên này không phải đã cướp đi phương pháp thiên đạo trúc cơ rồi sao sao còn xuất hiện ở trong sơn trang vậy hàn sư huynh nếu như huynh còn ở trong sơn trang tại sao lại để mặc kệ tộc hàn thị bị hủy diệt còn để đồng môn tự tàn sát lẫn nhau như vậy mê liền lớn tiếng chất vấn ha 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 thánh tôn từ lúc nào quy định qua đồng môn phải hỗ trợ lẫn nhau chứ lão hàn liền lớn tiếng cười ta vì tu luyện chú quỷ đạo cơ ăn chút tính huyết của đồng môn thì đã sao, thì ra chủ mưu là tên này, lúc này áo xanh lại bị trói kéo lên cao, nàng liền hét lớn gọi mên, sư đệ. Cứu ta với, sư tỷ mên liền rút thanh đao của hắn ra. Sau đó liền chém về phía sợi linh lực trói áo xanh, nhưng mà có vẻ như không si nhê gì cả. Đáng ghét, chú quỷ đạo cơ tổng cộng có ba kiếp, hai kiếp trước ta đã vượt qua rồi, kiếp thứ ba cần lão phu tự trói bản thân lại, tranh đạo với quỷ chú. Lão phu thấy tư chất của ngươi bất phàm, ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc ta sẽ tha cho đạo lữ của ngươi còn ban tặng cho ngươi phương pháp thiên đạo trúc cơ lão hàn liền bàn điều kiện với mên thấy vậy mên liền hỏi ngay có chuyện gì trước tiên cứ đồng ý với hắn rồi tìm cơ hội cứu sư tỷ hắn thầm nghĩ chú quỷ đó không khác với thực lực của ta chỉ có thắng được chú quỷ mới lấy được thiên đạo trúc cơ lão phu muốn ra lệnh cho ngươi đi về bảo khố hàn thị ở hồ hoa sen lấy bổn mệnh phi kiếm cho ta huyết hà kiếm tên này không thể rời khỏi nơi này nên muốn bên thay hắn đi lấy binh khí cảm ơn các bạn đã xem video hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé